đang chiêu giữa tuyết. 5 giây sau, cô gái đối diện với bầy sói máu chiến chỉ cách mình một tấm kính. Khi nghe review về khách sạn giữa rừng tuyết yên bình, cô gái không ngần ngại book ngay một phòng để tận hưởng. Thế nhưng thực tế khác xa trên mạng. Đằng sau vẻ đẹp ấy là cảnh tượng hết sức hãi hùng. Bầy sói tuyết hoang dã đã vào hỏi thăm cô gái. Chục con sói, con nào con nấy cũng béo ú, khuôn mặt hung dữ, miệng không ngừng gào rú đầy ghê tợn. Không những thế, nó còn hướng mắt về người quay video như nhăm nhe, chực chờ nhảy vào để ăn tươi nuốt sống. Không có tấm kính thì cô gái đã là miếng mồi thơm cho tụi nó rồi. Nhiều người xem video mà cảm thấy rùng mình thay cho cô gái, bởi sói tuyết là một sinh vật máu lạnh. Mùa đông, nó xù bộ lông dày ra để chịu lạnh, càng khiến con vật này trở nên đáng sợ hơn. Cô gái đã quá coi thường mạng sống khi đối diện với tử thần, vì ở đó không có bảo vệ, lại không chắc là tấm kính có đủ sức nặng để chịu đựng được sự máu chiến của lũ sói hay không. Nếu cửa kính chẳng may vỡ, thì không biết hậu quả sẽ nguy hiểm như thế nào. Còn mọi người thì có thấy cô gái trong clip quá mạo hiểm khi lựa chọn chỗ vui chơi như thế này hay không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé!